các bạn thường nghe những cái câu nói chẳng hạn như sinh trụ hoại diệt, đúng không? Thì chúng ta bắt gặp ở một cái nền văn minh, ở một công việc, ở một chuyện tình cảm, ở một đời người. Nhưng mà nhiều khi chúng ta trải qua rồi chúng ta không thấy được, hoặc là có thể là trải qua rồi mới thấy được. Vậy thì ai làm thí nghiệm này? Thì hôm nay Quang xin đại diện để gửi đến các bạn một cái thí nghiệm về cái việc sinh trụ hoại diệt này nha. Để chúng ta thấy rõ được cái dòng chảy của vũ trụ này, cuối thế kỷ 20, các nhà khoa học Mỹ đã làm một cuộc thí nghiệm xây một khu chuồng lý tưởng cho chuột. Từ 4 cặp đôi của chuột lên đến 2.200 con chuột, rồi sau đó là sự diệt vong của chúng. Vào năm 1970, nhà nghiên cứu hành vi Mỹ John P. Conhorn muốn tìm câu trả lời cho chuyện gì sẽ ra với xã hội nếu mọi mong muốn, nhu cầu của con người đều được thỏa mãn và đáp ứng. Và ông đã cho thiết lập một cái khu thí nghiệm với đồ ăn, thức uống, khu vui chơi, giải trí cho chuột luôn và theo dõi hành vi của chúng trong suốt quá trình mà ông thí nghiệm. Ban đầu ông cho 4 cặp chuột vào thành phố lý tưởng này á. Đây là thiên đường của chúng vì nó đầy đủ mọi điều kiện. Chúng chỉ cần ăn, uống, vui chơi, ngủ nghỉ, và môi trường này cũng đảm bảo nhiệt độ lý tưởng và không khí sạch sẽ để lũ chuột luôn khỏe mạnh và không bị bất cứ vấn đề nào khác về dịch bệnh. Và bây giờ Quang sẽ chia sẻ về quá trình sinh trụ hoại diệt của 4 cặp đôi chuột này tại phòng thí nghiệm của ông John B. Đầu tiên nha, thì chúng ta nói về sinh. Thí nghiệm bắt đầu vì đã đầy đủ điều kiện ăn uống cơ bản nên chúng không cần phải tìm kiếm thức ăn hay lo sợ kẻ thù chi cả. Chúng chỉ cần tìm con ghép đôi để sinh sản. Cứ khoảng 55 ngày, số lượng chuột lại được tăng gấp đôi, tức là 110 con. Thứ hai là trụ. Khi đàn chuột chạm mốc 620 con, sự tăng trưởng có xu hướng chậm lại, số lượng cá thể tăng gấp đôi sau 145 ngày. Xã hội chuột bắt đầu có vấn đề. Chúng chia phe và những con không tìm được vai trò nào trong xã hội sẽ bị các phe cô lập. Chúng được xem như là kẻ dư thừa, không một nơi nào để chứa chấp và chúng bị bơ vơ lạc lõng. Và những con đực ở đây á, bị cô lập, thất bại và sẽ rút lui về thể chất lẫn cái tâm lý của nó luôn. Chúng dần ít hoạt động và tụ tập thành nhóm riêng. Từ lúc này chúng không còn chủ động tương tác với đồng loại của mình. Những con đực rút lui sau các cuộc tấn công, chúng không phản ứng, nằm bất động. Sau đó chúng sẽ thay đổi và hành xử tấn công đồng loại theo cách tương tự trước đó. Những con chuột bạn tình cũng sẽ tránh xa và hạn chế giao phối với những con đực hung hăng này. Thứ ba là hoại. Còn những con chuột ở phe thành công cũng trở nên hung hăng, hăng chiến. Chúng sẵn sàng tấn công đồng loại mà không có động cơ, mục đích gì, thường xuyên cưỡng bức lẫn con đực và con cái. Và sau những cuộc chiến bạo lực này, chúng sẽ hạ màn bằng cách ăn thịt đồng loại của mình. Và tình trạng của các con cái cũng thay đổi khi mà nhu cầu ăn uống sinh tồn được đáp ứng. Con mẹ không cần phải kiếm ăn hay bảo vệ con của mình nữa. Thậm chí chúng sinh xong và bỏ mặc con mình để con của chúng tự sinh và tự diệt. Sau đó chuột mẹ càng trở nên hung hăng với những kẻ xâm nhập tổ của mình. Sự hung hăng này tới mức chúng thường xuyên giết chết chuột con, tức là con của mình, và tỷ lệ tử vong lúc này lên 90%. Cái quá trình cuối cùng là diệt nè cả nhà. Thì và thế, thành phố lý tưởng đã dần sụp đổ. Trong giai đoạn thứ hai, những con non sống sót sau các cuộc tấn công từ mẹ chúng hay những kẻ to lớn khác, các con non sẽ lớn lên với những hành vi bất thường. Kết quả là chúng bắt đầu trở nên khác thường so với giống loài chuột của chúng. Chúng hành xử khác, chúng không quan tâm tới giao phối, chỉ ăn và chải chuốt cơ thể mình. Số lượng cá thể định điểm từ 2.200 con cho tới 3.000 con. Sau đó, xã hội này bắt đầu sụt giảm số lượng và đi xuống.
quá nhiều con không quan tâm tới sinh sản nữa và chọn những nơi riêng tư vắng vẻ để ở, tức là ở trên chuồng á. Trong khi bên dưới chuồng là các nhóm chuột bạo lực, hung hăng, chia phe, thường xuyên tấn công nhau. Và thế là không bao lâu số lượng chuột tử vong thì liên tục tăng, số lượng sinh sản thì đứng yên, dẫn tới xã hội chuột bị diệt vong. Trong thời kỳ này á, thức ăn và điều kiện vẫn dồi dào, vẫn đáp ứng đầy đủ cho lũ chuột luôn. Sau cuộc thí nghiệm này á, thì Kornhorn kết luận rằng thí nghiệm trên cũng có thể đúng với con người. Người ta thường nói là thí nghiệm ở chuột bạch á, là như vậy, và cảnh báo về một ngày mà mọi nhu cầu đều được đáp ứng. Thời điểm đó, thí nghiệm và kết luận của ông khá là nổi tiếng, cộng hưởng với cảm nhận của mọi người rằng tình trạng đông đúc quá ở khu vực thành thị sẽ dẫn đến suy đồi đạo đức. Nhưng trong thời gian gần đây á, có một số người á, liệu cái thí nghiệm này có áp dụng mà cho người được hay không? Nếu mà là quan thì chắc quan không có tham gia cái thí nghiệm này rồi. Hay là chúng ta cũng đang trong cái chuồng chuột mà chúng ta không biết ta? Có người ở trên quản lý chúng ta mà chúng ta không biết không? Hay là chúng ta đang bị đồng hóa với cái game giả lập này? Và cái sự kết thúc của thành phố chuột lý tưởng có thể không phải là do mật độ, mà do sự tương tác xã hội quá mức. Theo nhà sử học y tế Edmund Bramsden, không phải toàn bộ số chuột của Calhoun đều nổi điên. Những con tách biệt có thể kiểm soát hành vi không gian, vẫn sống tương đối bình thường tới khi già và chết. Và chính ông đã nhận định như vậy. Khi mà đọc qua thí nghiệm này, không biết là các bạn biết cái nền văn minh của Atlantis không? Cái nền văn minh ngày xưa công nghệ cực kỳ phát triển, đầy đủ cái điều kiện thuận lợi luôn. Nhưng vì đầy đủ quá cho nên họ nhàm chán và họ tự nảy sinh ra một ý định rất là hay là lai tạo những giống nòi mới và cho họ đấu với nhau trong những cái đấu trường, và họ giải trí bằng những cách đó. Và khi mà nó càng phát triển mạnh lên thì bắt đầu họ tự diệt vong chính họ luôn. Tại vì trong những cái đấu trường đó thì những cái giống này đương nhiên phải thông minh hơn, mạnh mẽ hơn và có những người chọi hơn, thì hãy tự giết chủ nhân. Ghê chưa? Hay là về cái câu chuyện thần thỏ Hy Lạp á, thì các vị thần quá nhiều cái quyền năng và đầy đủ mọi thứ nên cuộc sống quá đổi là bình yên. Thì tới lúc họ tự tạo ra các Brahma nha, gây chuyện và thách thức chiến đấu nhau, hay là những hành vi suy đồi đạo đức, dẫn tới một cái sự việc là tự động họ lội lấy họ và cái nền văn minh đó cũng sụp đổ. Và Maya là một kết hợp rất đẹp cho một nền văn minh khi phát triển tới ngưỡng đỉnh cao, không thể nào phát triển được nữa. Họ không tha hóa, mà họ đã lựa chọn một cách rất là hay, tức là chuyển đổi, vì họ đã rời khỏi hành tinh này. Và một số người trong cái bộ tộc của Maya này chọn cách là ở lại hành tinh này để có được những cái hậu duệ về sau. Cho nên là chúng ta có những bộ tộc Maya cho tới bây giờ, và họ rất là rành về cái tổ tiên của họ. Cho nên nói về bộ tộc Maya hay là người Maya rất là thông minh luôn các bạn. Và có một cái cuộn phim đó, gần đây cũng rất là thích, là Kong và Godzilla. Thì cái cuộn phim này nói về cái thế giới dưới lòng đất, và dưới lòng đất đó là có bộ tộc Maya đang sinh sống, và nền văn minh tới mức tiên tiến mà không bao giờ những người trên mặt đất mà có được luôn. Còn gần nhất á, thì Quang nghĩ nếu mà nói về cái vòng tuần hoàn sinh trụ hoại diệt á, nói về một số vị vua của Việt Nam là Trung Hoa nè, cũng là bắt đầu nổi dậy kháng chiến để giành lấy chính quyền, rồi lên được làm vua, rồi bắt đầu được hưởng những cái phúc báo của một quân vương. Rồi sau đó cũng có quá trình hoại, là có các con, rồi sự tranh đấu quyền lực với nhau, và cuối cùng diệt vong, và hết đời vua này tới đời vua khác. Thì các bạn có thấy điều đó không? Thì nói về vua chúa cũng tương tự giống như vậy. Nhìn chung nha, thì khi bất kỳ loài giống nào phát triển tới một mức độ không thể nào phát triển hơn được nữa, thì khi đó sẽ có sự lựa chọn. Một là chuyển sang hướng mới, hai là giữ nguyên cái đó và chờ tới ngày lụi tàn. Bạn chọn một hay là hai? Và các bạn biết không, đối với cái thế giới công nghệ của chúng ta cũng vậy. Nếu mà chúng ta biết về Yahoo á, thì ai đã thấy Yahoo? Rõ ràng là Google, đúng không? Rồi nói về cái sự thay thế về di động cũng vậy. Ngày xưa Nokia nắm chùm, bây giờ là gì? Bây giờ là iPhone, đúng không? Thì trong cái giới công nghệ, trong công việc hay là trong tình cảm cũng gì, cũng có lúc cưa cẩm nhau, yêu nhau, rồi cưới nhau, rồi trong chuyện tình cảm cũng vậy. Thậm chí nỗi buồn của chúng ta cũng vậy, niềm vui của chúng ta cũng vậy.
tất cả mọi thứ nó đều nằm trong quy luật sinh diệt hết. Cho nên á, nếu mà chúng ta hiểu được cái vòng tròn của sinh trụ hoại diệt, hiểu được cái nguyên tắc của vũ trụ này với những luật như luật vô thường, luật hấp dẫn, luật sinh diệt, vân vân, thì chúng ta sẽ sống an lạc hơn, yên nhiên hơn và thuận theo tự nhiên và cái dòng chảy của vũ trụ. Thì đó là những gì mà Quang thấy nó rất là đẹp nếu chúng ta biết cách quan sát cái tâm mình. Nó bắt đầu nó khởi lên và bắt đầu nó mất đi, thì từ tâm thì chúng ta sinh ra cái tướng, tức là trong công việc, trong chuyện tình cảm, trong những mối quan hệ, thậm chí trong cái hành trình mà tu tập, hành trình của đời người hay là một cái gì đó lớn hơn trong cái kiếp người nữa. Thì Quang thấy nếu mà chúng ta quan sát, chúng ta hiểu mình hơn, thì tất cả mọi thứ nó như là một cái trò chơi của cái thế gian này. Chúng ta hãy sống cho hiện tại đi, dù như thế nào đi chăng nữa thì quá khứ đã qua rồi, nó không quan trọng đối với chúng ta. Tương lai nó sẽ sắp đến và cái điều gì xảy ra mình đâu có biết. Mình an trú trong hiện tại, mình yên nhiên trong hiện tại, mình trụ trong những cái điều đẹp đẽ nhất và hết lòng hết mình can đảm để đi trong cái hành trình, thì chắc chắn một ngày mình không còn hối tiếc đó nữa, thì không còn quá khứ rồi. Cho nên Quang mong là cái video này mang lại nhiều cái thông điệp rất là vui, rất là hay, rất là ý nghĩa để cho chúng ta ngẫm lại chính mình và hiểu được cái hành trình sinh diệt của đời người. Cho nên hãy sống hết mình đi, cháy hết mình đi, điên cuồng, điên dại, sống trọn vẹn nhất. Thì đó là thông điệp của video ngày hôm nay.